Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo. Nhân số có 4 chữ số, với số có 1 chữ số. Trước hết là các em làm quen với phép tính 4213 nhân với 2. Thì các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính này như sau. Các em nhớ là chúng ta nhân từ bên phải sang bên trái. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. Như vậy 4213 nhân với 2 bằng 8426. Tiếp theo 1524 nhân với 3. 3 nhân 4 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6. Thêm 1 bằng 7. Viết 7. 3 nhân 5 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3. Thêm 1 bằng 4. Viết 4. Vậy là 1524 nhân 3 bằng 4572. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 1, đặt tính đổi tính. 1221 nhân với 4. 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 1 bằng 4. 4884. Rồi tiếp theo là 2007 nhân với 5. 5 nhân 7 bằng 35. Viết 5 nhớ 3. 5 nhân 0 bằng 0. Thêm 3 bằng 3. 5 nhân 0 bằng 0. 5 nhân 2 bằng 10. 10.035. Rồi phép tính này chắc là sách người ta viết nhầm này. Chúng ta đang học phép nhân trong phạm vi 10.000 mà cái số này nó lớn hơn 10.000. Ở trong sách bài tập thì người ta viết là 2007 nhân với 3. Ở đây là người ta viết là nhân với 5, thì không biết là có sự nhầm lẫn hay không. Tiếp theo là 810 nhân với 8. 8 nhân 0 bằng 0. 8 nhân 1 bằng 8. 8 nhân 8 bằng 64. 6480. Một nghìn một trăm linh năm nhân với 9. 9 nhân 5 bằng 45. Viết 5 nhớ 4. 9 nhân 0 bằng 0. Thêm 4 bằng 4. Viết 4. 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân 1 bằng 9. 9945. 1.945
0,60 nhân với 6. 6 nhân 0 bằng 0. 6 nhân 6 bằng 36. Viết 6 nhớ 3. 6 nhân 0 bằng 0. Thêm 3 bằng 3. Viết 3. 6 nhân 1 bằng 6. 6.360. 2.618 nhân với 2. 2 nhân 8 bằng 16. Viết 6 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2. Thêm 1 bằng 3. Viết 3. 2 nhân 6 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4. Thêm 1 bằng 5. 5.236. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 1, tính nhẩm. Câu A. 50 nhân 2 tức là 50 nhân 2. 5 nhân 2 bằng 10. 10 chục. 10 chục nó chính là 100. Tiếp theo là 500 nhân 2. 5 nhân 2 bằng 10. 100. 100 nó chính là số 1000. Các em viết số 10. 100 thì các em thêm 2 chữ số 0 đằng sau. 5000 nhân 2. 5 nhân 2 bằng 10. 10.000. Câu B. 20 nhân 4. 2 nhân 4 bằng 8. 80. 200 nhân 4. 2 nhân 4 bằng 8. 800. 2.000 nhân 4. 2 nhân 4 bằng 8, 8.000. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2, các em điền số thích hợp. Trước hết là 1020 nhân với 8. Các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. Tám nhân 0 bằng 0. 8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 8 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1. 8 nhân 1 bằng 8, 8.160. 1.703 nhân với 5. 5 nhân 3 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 5 nhân 0 bằng 0. Thêm 1 bằng 1. 5 nhân 7 bằng 35. Viết 5 nhớ 3. 5 nhân 1 bằng 5. Thêm 3 bằng 8. 8.515. Rồi để tìm số này. Thì các em biết đây chính là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì các em làm thế nào? Ta lấy thương nhân số chia. Thương ở đây là 610. Nhân với số chia là 5. 5 nhân 0 bằng 0. 5 nhân 1 bằng 5. 5 x 6 bằng 30. 3.050. Tương tự muốn tìm số này thì các em lấy thương là 1.402 nhân với số chia là 7. 7 x 2 bằng 14.
viết 4 nhớ 1. 7 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1. 7 nhân 4 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 7 nhân 1 bằng 7, thêm 2 bằng 9. 9814. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 3. Các em thực hiện các phép so sánh. Câu A. 1080 x 9 so sánh với 1020 x 9. Cách 1 là các em chỉ cần so sánh số 1080 và số 1020 thôi. Bởi vì hai số này cùng nhân với 9. Được chưa? Ta thấy 1080 lớn hơn 1020. Vậy phép tính bên trái sẽ lớn hơn phép tính bên phải, đúng không? Các em điền dấu lớn hơn. Cách 2 là các em sẽ thực hiện phép tính này. 1080 x 9 bằng 9720. 1020 x 9 bằng 9180. Ta thấy số 9720 nó lớn hơn số 9180, đúng không? Rồi câu B. Trước hết là các em tính 2 nhân với 1000 nhân với 5. 2 nhân 1000 bằng 2000. 2000 nhân 5 bằng 10000. 1000 nhân 2 bằng 2000. 2000 nhân 5 bằng 10000. Vậy hai bên bằng nhau. Câu C. 2400 nhân 2 bằng 4800. Rồi bên này, các em thực hiện phép cộng bên trong dấu ngoặc trước. 200 cộng với 4000 bằng 4200. 4200 nhân 2 bằng 8400. 4800 bé hơn 8400. Vậy các em điền dấu bé hơn. Phần luyện tập 4. Tìm giá trị thích hợp của mỗi biểu thức. Thì trước hết là các em bấm tạm dừng video. Các em tính giá trị của các biểu thức này. Sau đó là các em nối với số tương ứng nha. Thầy giáo gợi ý biểu thức A. Các em thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau. Biểu thức B, các em cũng thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau. Biểu thức C, các em tính trong ngoặc trước, thực hiện phép nhân sau. Biểu thức D, các em thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi biểu thức A, các em tính được kết quả bao nhiêu? À, bằng 5000, đúng không? Các em nối với số 5000. Biểu thức B bằng 3000. Các em nối với số 3000. Biểu thức C bằng 9000. Các em nối với số 9000. Biểu thức D bằng 2000. Các em nối với số 2000. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.